Rồi, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa cái đèn phía trước người lái nhé. Hắn bị cái vấn đề là đèn này các bạn này, bật lên này sáng ạ, nhưng mà hắn chập chờn này. Đây. Tức là nó lỏng lỏng đâu đây này. Tức là lúc được lúc không ấy. Có lúc bật thì nó không sáng. Có lúc đang sáng lại tắt các bạn nhé, đang sáng lại tắt. Đây đây đấy, cái hiện tượng là đấy như này các bạn nhé, đang bật đúng không ạ, đang bật này nhưng mà lại tắt này, cái này nó rất là chập chờn, tức là trường hợp này mình gặp liên tục luôn, bật lên rồi lại sáng lại tắt, hoặc là chớp 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 đấy, thậm chí là phải dí tay vào đây nó mới sáng đấy, kiểu như vậy. Thì hôm nay ta sẽ mở ra để xử lý. Chúng ta sẽ tháo hai con ốc này ra. Hai ốc trong này. Đây. Ok, mình sẽ tháo luôn nha. Hai con ốc này ra các bạn. Rồi, sau đó chúng ta sẽ nhấc toàn bộ cục này ra. Đấy. Đây là có hai dây cáp bạn, tắt đèn trên. Đây, đây mặt sau này. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ rút cái dây nguồn này ra. Và chúng ta sẽ xử lý cái công tắc. Đây các bạn, đây cái bộ nó như này, đó, hai cái đèn, đèn sẽ đốt. Các bạn có thể thay cái này bằng đèn LED, sáng hơn và tiết kiệm điện. Đèn sẽ đốt này là tốn bình lắm, muốn bình quên nghĩa là nó sẽ hết ngay này. Đây thì cái công tắc nó bật đây này. Bật đây thì nó sẽ tác động vào đây. Đây. Chính là cái tiết điểm ở đây. Đây các bạn nhìn thấy này. Tiết điểm là tối màu này. Này. Đó. Thế thì khả năng cao là bị chỗ này. Chúng ta vệ sinh sạch cái tiết điểm này là được. Đúng rồi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vệ sinh bằng cái dung dịch vệ sinh mạch điện. Chúng ta sẽ dùng một chai WD-40 này các bạn. WD-40 nhé. Nó sẽ làm chống oxy hóa, bôi trơn, trơn chuyển động và làm sạch cái tiết điểm này. Chúng ta xịt vào là được. Rồi, bây giờ mình sẽ xịt vào các bạn nhé. Này. Rồi, ta sẽ bật đi bật lại nhiều lần. Để cho nó đánh sạch cái bên. Xong chúng ta lấy cái rẻ mình lau khô các bạn nhé. À lau sạch cái bề ngoài nó chảy tận bên này, này. Đấy, cái này càng bật nó càng càng sạch và càng hoạt động tốt các bạn nhé. Đấy, càng bật nó càng hoạt động tốt. Tiếp theo chúng ta lấy một cái khăn giấy mình lau khô đi. Ô
bạn mà cần độ chế sang đèn LED thì để lại bình luận dưới video, hôm sau mình sẽ độ chế cho các bạn xem. Dùng loại đèn LED nó siêu sáng mà nó tiết kiệm điện, dòng nó bằng 1 phần 10 dòng này. Thậm chí là hơn chứ, 1/20 ấy, về tại một con LED đấy công suất dòng của nó dòng tiêu chuẩn của nó là, nếu mà loại siêu sáng ha, siêu sáng là tầm 0.5A. Không, 0.5A, dòng con này có thể lên tới 2A. Đấy thì tùy. Còn nếu loại LED thường thì nó 0.015A thôi, rất là nhỏ. Đấy, vậy thì mình đã xịt vệ sinh sạch rồi. Vệ sinh sạch để lại cho mình lắp lên lại. Như vậy là được các bạn ạ. Không nhất thiết là chúng ta phải đến hãng rồi thay thế. Cái này là chỉ là liên quan đến vấn đề bảo dưỡng thôi. Bảo dưỡng là cái tiếp điểm của nó. Đấy, cái xịt cái VGD40 này vào là ok các bác nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắm lại dây, lắp ráp lại các bạn nhé. Đây, cắm lại dây như thế này các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ lắp nó lại. Lắp phần này vào trước nhé. Phần công tắc vào trước này, phần trên này lắp sau này. Đó, để ý là cái các đường viền này này, nó phải ôm xít hết tất cả các cái vị trí. Không có bị chồng lấn gì nhá. Chúng ta vặn lại hai cái ốc này. Rồi, chúng ta thử xem nha. Đấy, sáng ngay các bạn nha. Bật tắt nhiều lần vào. Càng bật cái loại này càng bật á, càng bật tắt nhiều lần á thì nó lại càng hoạt động tốt các bạn ạ. Vì cái dung dịch này nó càng bật tắt nó càng vệ sinh mà, càng vệ sinh thì càng sạch. Tiếp theo là chúng ta sẽ vặn cái con nó còn lại vào đây. Các bạn nhớ phải mở hai con này ra trước nha, không mà cậy không ra đâu nha. Cậy nó hỏng mất, gãy mất. Rồi, xong bạn nha. Giờ mình sẽ vệ sinh lại một lần nữa bằng cái khăn giấy ướt này. Lau khô sạch sẽ. Đấy, như vậy thì mình vừa hướng dẫn các bạn cách chúng ta sửa cái nút công tắc đèn ở trên cái dòng xe Hyundai Accent 2019 bị cái lỗi là chập chờn đèn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.